Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự hôm nay ngày 16 tháng 6. Chương trình của chúng ta có những nội dung chính như sau: iOS 12 đã bị hack, iPhone 3GS bất ngờ được bán trở lại. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một vài thông tin đáng chú ý khác. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình. Như các bạn đã biết thì hack qua một lớp bảo mật hay là bẻ khóa các thiết bị iOS mới luôn là một cuộc chạy đua giữa Apple và các hacker hay các tổ chức chính phủ trong việc bẻ khóa iPhone. Trên iOS 12 thì Apple bổ sung một số tính năng mới nhằm hạn chế truy cập trái phép dữ liệu thông qua cổng Lightning đến từ iPhone hay iPad. Khi kích hoạt chế độ này thì chỉ sau một tiếng đồng hồ kể từ khi mở khóa lần cuối cùng, người dùng sẽ phải cần nhập mật khẩu mới để có thể đọc được các dữ liệu bên trong qua cổng USB. Tiên hàng rào này vừa được Apple dựng lên thì Grayship, công ty từng bẻ khóa thành công rất nhiều phiên bản iOS, đã phát triển thành công cái giải pháp chống lại. Grayship thì chưa tiết lộ cái cơ chế hoạt động của cái cách làm này, đồng thời thì đây mới chỉ là bản thử nghiệm của phần mềm mà Apple phát hành cho nhà phát triển mà thôi, chưa phải là bản chính thức cho toàn bộ người dùng. Được biết không chỉ riêng lần này mà trước đó công ty này cũng đã từng tung ra một chiếc hộp Gray Key với mức giá là 15.000 đô, được tuyên bố là có thể bẻ khóa bất kỳ mẫu iPhone nào, kể cả iPhone X, cho phép mở iPhone trong vòng 300 lần. Nếu muốn sử dụng một cách vĩnh viễn thì người dùng cần bỏ ra số tiền gấp đôi, tức là vào khoảng 30.000 đô. iPhone 3GS được Apple trình làng từ năm 2009 và là bản nâng cấp hơn của chiếc iPhone 3G trước đó. Máy có camera 3MP tích hợp điều khiển bằng giọng nói và la bàn số. Tại Mỹ thì máy có giá bán vào khoảng 199 đô, tương đương vào khoảng 3,7 triệu đồng ở thời điểm đó cho phiên bản 16GB, trong khi những chiếc iPhone 3GS đầu tiên về Hà Nội có mức giá lên tới 21 triệu đồng. Apple đã ngừng hỗ trợ iPhone 3GS vào năm 2012. Sản phẩm này thì đã trải qua 3 bản cập nhật iOS chính, bắt đầu từ hệ điều hành iPhone 3 với tên gọi là iOS được Apple sử dụng, đó chính là iOS 4 vào tháng 6 năm 2010. Đến nay thì iPhone 3GS gần như là không còn sử dụng tại thị trường Việt Nam, mà chủ yếu là dạng siêu tầm. Tuy nhiên thì một nhà mạng lớn tại Hàn Quốc mới lên kế hoạch bán trở lại mẫu iPhone 3GS thế hệ iPhone đã 9 năm tuổi vào cuối tháng 6 này. Theo đó thì những chiếc iPhone 3GS được bán ra là hàng tồn kho và chưa hề qua sử dụng. Những chiếc máy này thì còn nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện nhưng sẽ phải mở ra để bán, rồi thì để đảm bảo được cái phần cứng nguyên vẹn vẫn hoạt động bình thường. Sau khi chắc chắn là máy còn tốt thì những chiếc iPhone 3GS này sẽ được cho vào hộp rồi bán lại ra thị trường với mức giá vào khoảng 44.000 won, tương đương vào khoảng 1 triệu đồng mà thôi, rẻ hơn so với mẫu điện thoại ở thời hiện tại và hiện tại chỉ bán tại Hàn Quốc mà thôi. Tuy nhiên vì iPhone 3GS chỉ hỗ trợ tới iOS 6 nên rất nhiều ứng dụng hiện tại sẽ không thể cài đặt trên thiết bị này. Việc sửa chữa của máy cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt khi Apple không còn dùng chuẩn kết nối 30 pin, chuyển sang sử dụng cổng Lightning trên thế hệ iPhone 5 vào năm 2012 thì phải. Công nghệ trợ lý trọng tài video, Video Assistant Reverse, viết tắt là VAR, được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ trọng tài để đưa ra cái quy định chính xác nhất trong các trận đấu World Cup 2018 diễn ra tại Nga. Tuy nhiên thì theo một số bình luận có vẻ như là nó hoạt động chưa thực sự hiệu quả, ít nhất là trong các tình huống trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào tối 15 tháng 6 vừa qua. Cụ thể thì ở phút thứ 24, Costa đã có một bàn gỡ hòa cho Tây Ban Nha. Nhưng điều đáng nói trước đó là tiền đạo này đã tranh chấp với Pepe và có vẻ như là kiểu tay của anh đã chạm vào mặt trung vệ Bồ Đào Nha, khiến cho anh này phải nằm sấp. Tuy nhiên thì công nghệ VAR đã không xác định được cái tình huống này xảy ra và thông báo cho trọng tài. Nếu trọng tài thổi phạt trong tình huống này thì Costa sẽ không thể thoát xuống và có một màn độc diễn trước hai hậu vệ và trước khi sút tung lưới thủ môn đối phương để có thể gỡ hòa. Cầu thủ đến từ Bồ Đào Nha cũng đã có phản ứng nhưng mà sau đó trọng tài cũng không nhờ đến VAR. Thì 2 phút sau đến lượt cầu thủ Tây Ban Nha phản ứng khi Isco sút bóng dội xà ngang rơi xuống sân. Tuy nhiên thì công nghệ GoLive đã xác định bóng chưa qua vạch vôi và trọng tài đã đưa ra phán quyết là chính xác. Được biết không chỉ riêng lần này mà ngay cả trong trận mở màn giữa Nga và Ả Rập Saudi thì có 2 tình huống VAR có thể sử dụng. Trong đó thì 2 tình huống việt vị của đội tuyển Nga nhưng công nghệ này đã bỏ qua và có thể coi là một nguyên nhân dẫn đến chiến thắng đậm đà dành cho chủ nhà. Như vậy thì dù đã trải qua khá nhiều trận đấu nhưng mà VAR vẫn chưa có một lần nào được áp dụng đúng nghĩa tại World Cup năm 2018 này. Ok, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau cập nhật tất cả những thông tin công nghệ nóng nhất trong ngày hôm nay. Các bạn ấn tượng nhất với thông tin nào cũng như là các bạn thấy sao về World Cup này, hãy cùng nhau chia sẻ ở phía bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.